Chào mừng quý khán giả đã đến với chương trình Ngon và Lành của kênh VTC14. Thưa quý khán giả, trong các chương trình trước thì chúng ta đã làm quen với những món ăn bổ dưỡng. Vậy trong những cái thời tiết nồm ẩm như hiện nay, vậy thì các bà nội trợ đã biết nấu những cái món ăn gì để đảm bảo sức khỏe cho gia đình hay chưa? Còn riêng bản thân tôi thì tôi thấy rằng là trong cái thời tiết như thế này thì đôi khi những cái món ăn mà quá giàu chất đạm thì tôi cảm thấy nó quá tải. Chính vì vậy mà ngày hôm nay chúng tôi đã nhờ đến chị Nguyễn Thị Thường ạ, chủ quán cơm chay Linh Đàm, để nhờ chị Thường là tư vấn xem là có món ăn gì thanh đạm nhẹ nhàng và phù hợp với cái thời tiết nóng ẩm như hiện nay. Bởi vì với những cái thời tiết như thế này thì trẻ con này, người lớn rất dễ là bị những cái căn bệnh truyền nhiễm, ví dụ như đặc biệt do virus. Chính vì vậy những cái món ăn thanh đạm thì tôi nghĩ rằng nó sẽ giúp chúng ta giữ gìn sức khỏe tốt hơn ạ. Chào chị Thường ạ. Chị Thường ơi, với cái thời tiết nồm ẩm như hiện nay ấy, thì tôi thấy rằng có một cái hiện tượng là có rất là nhiều người ốm. Và riêng cá nhân tôi thôi, nếu như mà tôi bị ốm ấy, thì dường như với những cái món ăn mà quá nhiều chất đạm nó quá tải với tôi. Vậy thì chị có thể giúp tôi và các bà nội trợ là hôm nay chúng ta sẽ nấu món ăn gì đó mà thanh đạm mà đảm bảo được sức khỏe không ạ? Chào chị Bích Thủy, chương trình VTC và chào các bạn khán giả. Hôm nay mình rất là hoan hỉ khi được lại trở lại với lại chương trình Món Ngon và Lành. Mình sẽ chia sẻ cho các bạn một số cái món chay thanh đạm ấy, để mình giữ sức khỏe thật là tốt trong cái thời tiết nó rất là chuyển giao mùa ấy. Thì khi mà thực sự những cái món chay ấy, thì hạt đàm có thể là đảm bảo chất dinh dưỡng, và đạm thì có từ nấm này, từ giò này, từ những cái loại nguyên liệu để chúng ta có một cái thân thể khỏe mạnh. Thực ra là khi mà cơ thể mình mệt mỏi ấy, mình có thể là giảm tải cái sự làm việc cường độ các bộ phận trong cơ thể, ví dụ như là những cái loại thịt động vật ấy, thì khi mà vào gan hoặc là phổi các bạn ấy phải làm việc rất là nhiều, và khi mà mình sử dụng cái món chay ấy, thì là mình yêu thương các bạn ấy để cho các bạn ấy đỡ phải làm việc nhiều ấy, thì là chúng ta sẽ có một cái thân thể khỏe mạnh. Vậy thì ngày hôm nay thì chị có thể là giúp chúng tôi nấu món gì ạ? Hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn một món ăn mà rất là hợp với cái thời tiết giao mùa như thế này, và mình sẽ giới thiệu cho các bạn món phở gà chay. Vậy thì thưa chị Thường, để mà chúng ta có thể nấu được món phở gà chay thì những cái nguyên liệu mà chúng ta cần chuẩn bị là gì ạ? Chúng ta muốn biết nguyên liệu, bây giờ mình sẽ chỉ cho các bạn nhé. Món phở chay nguyên liệu để làm nước dùng gồm có các loại rau củ quả, ví dụ như là su này, su hào này, cà rốt này, tùy theo mỗi cái loại vùng miền và tùy theo mùa. Ví dụ mùa đông thì các bạn có thể dùng từ bắp cải này, rồi củ đậu này. Mùa hè thì mình có thể dùng mướp bầu, tùy theo những cái thời tiết mà theo mùa mà mình có thể chọn loại củ quả để mình ninh làm nước dùng. Tuy nhiên trong cái quá trình ninh nước dùng thì mình vẫn phải đảm bảo cái cân bằng âm dương ấy, thì là mình sẽ có một cái sức khỏe nó tốt. Những cái nguyên liệu như âm quá thì cũng giúp cho mình mệt mỏi này, hào hay bị cảm cúm này. Đấy. Tiếp theo là nấm này, nấm bào ngư và giò này, đùi gà chay này. Rau, một cái thành phần không thể thiếu được đó là phở gà thì bao giờ cũng sẽ có rau húng láng và lá chanh, riềng xả để mình gừng xả để mình tạo lên cái vị đặc trưng của món phở ạ. Vâng. Thì sau khi chúng ta đã chuẩn bị đầy đủ các nguyên liệu rồi thì mời chị là thao tác ạ, để tôi và các bà nội trợ, các cùng khán giả có thể hình dung ra là cái quy trình của nó như thế nào. Mời dạ. Chị ạ. Chúng ta cùng nhau bắt đầu nhé. Dạ vâng ạ. Khi mà chúng ta muốn làm phở thì bao giờ chúng ta nước dùng rất là quan trọng. Và bây giờ chúng ta sẽ thao tác củ quả để mình lấy nguyên liệu chính để làm nước dùng thì dùng củ quả. Bây giờ mình sẽ bắt đầu vào việc nhé, vào nấu nhé. Sau khi nước sôi thì chúng ta có thể cho củ quả và chúng ta ninh nhé. Thưa chị Thường, là cái công đoạn mà chúng ta ninh nước dùng này từ rau củ quả thì nó diễn ra trong bao lâu ạ? Chúng ta ninh củ quả ít nhất là phải thời gian tối thiểu là phải 30 phút thì là các loại rau củ quả mới tiết hết được ra cái độ ngọt từ rau củ quả. Khi mà mình thử rau củ quả mà không còn một chất gì trong cái miếng, ví dụ như miếng su cà rốt này mà mình không còn thấy cái vị ngọt của nó nữa thì là lúc đấy nước dùng đã đạt kết quả. Khi mà nước dùng sôi thì chúng ta chú ý là cho nhỏ lửa
để cái lượng tiết ra nó từ từ, nếu mà mình lên lâu quá to quá thì nó sẽ bị nồng, rồi là nước nó sẽ đục. Và bây giờ trong thời gian mà chờ nước thì chúng ta quay ra chúng ta làm, chúng ta trần nấm. Nấm ấy là một cái thành phần mà chứa đạm rất là nhiều. Thì chúng ta đây là nấm sò nhé bạn nhé, nấm Việt Nam này. Chúng ta sẽ cho riềng xả đun một chút để tiết ra mùi thơm của, để khi mà mình sử dụng nấm ấy nó sẽ không bị hôi. Vì trong quá trình trồng nấm ấy thì nó có rất là nhiều các tạp chất. Chúng ta cho vào chúng ta trần. Đấy, chị đã ngửi cái mùi thơm của đường xả chưa? Đúng rồi, thì sẽ không có cái mùi hôi của nấm. Trong quá trình sử dụng thì tôi thấy rằng là quả thật là nếu chúng ta chỉ trần sơ thôi, nhiều khi là nấm nó vẫn có những cái vị nồng. Sau khi ta trần nấm xong rồi chúng ta sẽ xào nấm cho săn nhé. Khi mình xào nấm cho săn này, mình sẽ cho một chút dầu này. Mình sử dụng một chút thôi. Thưa chị, thường là trong cái quá trình mà xào nấu như thế này để mà cái món ăn nó đạt được cái hiệu quả tốt nhất thì chúng ta nên xào bằng loại dầu gì ạ? Mình thông thường là trong gia đình mình ăn ấy thì mình thường sử dụng dầu lạc. Mình sử dụng dầu lạc, một cái loại dầu mà không có lẫn tạp chất, hoặc là tùy theo điều kiện của mỗi gia đình để chúng ta có thể sử dụng dầu ăn cho hợp với túi tiền và hợp với kinh tế của mỗi gia đình. Đấy, khi mà chúng ta xào nấm nhé thì chúng ta sẽ nêm các loại gia vị này. Chúng ta cho một chút gia vị này. Đó. Một chút hạt nêm cay này. Và để tạo cái độ thơm ấy, chúng ta cho một ít nước mắm cay này. Chắc cũng phải mất khoảng 2-3 phút là nấm có thể săn lại. Mình cũng săn ở cái độ vừa vừa thôi. Để khi mà mình sử dụng ấy, thì mình vẫn còn có cái sự đảm bảo cái sự ngọt của nấm ấy ạ. Sau khi xào nấm thì chúng ta tiếp tục công đoạn nào ạ? Tiếp tục đây là đùi gà chay bạn nhé. Đùi gà chay này được làm từ bột mì, mì căn. Mì căn là một cái loại bột mì, những cái tinh bột rất là tinh túy từ bột mì. Và chúng ta thay cho gà đấy ạ. Dán sơ qua, bởi vì đùi gà trên các quán chay trên thị trường ấy thì cũng đã được hấp chín rồi ấy. Nên mình chỉ dán qua một chút thôi để nó tạo cái độ dai của nguyên liệu. Món này gọi là món phở đùi đấy. Nhân của món phở, của món phở gồm có giò này, nấm này và đùi gà chay. Và một cái thành phần không thể thiếu tạo nên là cái vị đặc trưng của phở gà chay, đó là húng lá và lá chanh. Húng lá này chúng ta cắt khoảng 1 cm. Và lá chanh, lá chanh chúng ta thái nhỏ. Thưa chị Thường, đến bây giờ tôi nghĩ rằng là cái khâu tiếp theo đó là khâu chế biến nước dùng đúng không ạ? Đúng. Và tôi nghĩ rằng đây là một cái khâu cực kỳ quan trọng. Bởi vì nó cũng quyết định xem là món phở của chúng ta có thành công hay không đúng không ạ? Vậy thì chị có thể thao tác và chia sẻ những bí quyết khi là chúng ta chế biến nước dùng ạ? Chắc là thời gian để mà lượng củ quả mà tiết ra chất ngọt cũng đã đạt chất lượng rồi. Thế bây giờ mình sẽ giới thiệu cho các bạn về cái cách chế nước phở nhé. Thực sự là cái món phở ngon là cái nước dùng rất là quan trọng. Và bây giờ chúng ta bắt đầu. Bây giờ chúng ta sẽ vớt củ quả ra này. Đấy, củ quả đã đến cái lúc mà đạt được chất lượng. Chúng ta sẽ vớt củ quả ra. Để chúng ta chỉ dùng sử dụng nước thôi. Chị Thủy nhìn nước rất là trong. Đúng rồi. Một cái thành phần rất là quan trọng để tạo nên cái mùi thơm của nước dùng là chúng ta dùng gừng, hành tây và hành khô. Vì thời lượng chương trình không cho phép nên là mình đã nướng sẵn cái này rồi. Và khi mình nướng và mình sẽ rửa sạch và mình dập. Sau khi đó mình sẽ thả vào nước dùng để tạo một cái vị thơm rất là đặc trưng. Nếu mà ở trong món phở mà không có những cái loại từ gừng, rồi hành tây, hành khô thì món phở của ta sẽ không đạt chất lượng. Bây giờ chúng ta sẽ cho vào nhé. Cho gừng này. Đấy, khi chúng ta đun thì là chỉ một chút nữa thôi là chị Thủy sẽ ngửi cái mùi thơm vang lừng cả căn phòng đây rồi. Thứ nhất là gia vị này, gọi là bột canh ấy ạ. Ồ, vâng. Tiếp tục là hạt nêm này.
hạt nêm chay và một cái thành phần cũng rất là quan trọng, đó là mắm chay. Mắm chay làm từ đậu tương chị nhé. Đó, sau đó chúng ta đun khoảng 5 đến 7 phút là chúng ta đã được nồi nước dùng. Mới là cái lượng nước dùng hơi ít thì chúng ta có thể cho thêm, bởi vì khi trong cái quá trình mà chúng ta ninh chúng ta cũng không cần quá nhiều nước, dùng nước cốt thì chúng ta sẽ dùng một cái loại nước sôi để mình chế thì chất lượng nó vẫn sẽ đảm bảo. Thế là bây giờ chúng ta xong nước dùng rồi, còn một cái thao tác cuối cùng là thao tác trần bánh phở và xếp vào bát. Bây giờ cái khâu mà trần bánh phở cũng rất là quan trọng nhé. Vâng, nhiều các chị nội trợ là trong quá trình mình trần bánh phở mình cứ cho vào nước quá sôi hoặc nước quá lạnh ấy. Thì nước quá sôi thì bánh phở của mình nó sẽ nát, mình trong quá trình mình trần bánh phở thì các bạn nên nhớ là mình có thể dùng nước khoảng 40 độ để chúng ta thả vào, để chúng ta cho ra thì bánh phở của mình nó vẫn còn nguyên sợi. Mình mà cho vào nước nóng quá là các bạn sẽ xé bánh phở ra như thế này. Ý là cho chị Thủy xe cảm quan xem là có giống phở Lý Quốc Tư không nhé. Vâng ạ. Đấy, chúng ta trần ở nước khoảng 40 độ. Sau đó cho vào, chúng ta chỉ cần bánh phở tơi tơi là chúng ta phải tắt bếp và cho ra ngay. Sau khi trần phở tơi như thế này đúng không ạ? Dạ. Là chúng ta có thể thao tác cái công đoạn cuối cùng đúng không ạ? Tôi rất là sốt ruột xem là cái công đoạn cuối cùng để rất là sốt sắng với công đoạn nếm thử các món ăn ạ. Đây chúng ta sẽ cho vào cái lượng phở vừa phải nhá. Chị Đường ơi, cái món nước dùng của chị thơm quá. Dạ. Đấy là tiết ra từ các loại gừng nướng, hành tây và hành củ mình nướng thì nó sẽ có một cái vị đặc trưng của mùi nước phở. Vâng. Đây chúng ta cho một cái lượng phở vừa ăn nhá. Sau đó chúng ta sẽ đặt giò vào này. Giò này. Xay vào nấm sò xào này. Và cuối cùng là chúng ta cho rau húng láng và lá chanh trộn cùng với nhau. Đây là một cái vị lá chanh, phở gà thì phải có lá chanh. Đó, chúng ta đặt vào giữa này. Sau khi nước sôi và chúng ta đã cho nhân thì là chúng ta chan phở. Chan phở chúng ta dưới từ từ lên này. Tôi nghĩ rằng là với cái màu nước dùng này tôi thấy nó khá là giống với màu nước dùng của phở gà ấy ạ. Bởi vì thông thường thì bao giờ cũng thấy khi chúng ta ăn phở thanh và trong đúng không ạ? Đúng rồi ạ. Khi mà mình nấu phở thì là nước trong là sẽ đạt chất lượng, nếu mà nước bị đục thì là nước dùng của mình đã là chưa đạt ạ. Thưa chị Thường, sau khi mà món phở của chúng ta đã hoàn thành và lên đĩa như thế này rồi thì chị có thể cho tôi biết là để mà gọi là món phở chúng ta đã chế biến thành công ấy thì nó phải đạt những cái tiêu chuẩn như thế nào? Khi mà mình muốn đạt một cái món phở mà đạt chất lượng để mà người ăn vừa miệng ấy thì giá trị cảm quan là bánh phở phải ở chín ở độ vừa, màu sắc nước dùng phải trong, màu sắc kết hợp thật là hài hòa, vị thì vừa ăn nhẹ nhẹ, bởi vì cái món ăn khai vị này thì mình không nên quá là đậm, mình cho nhạt nhạt, mùi vị vừa ăn thì là mình đã đạt chất lượng. Thưa quý khán giả, với sự hướng dẫn của chị Thường thì tôi nghĩ rằng là chúng ta hoàn toàn có thể thực hiện được món phở chay tại nhà, và đặc biệt trong những ngày mà chúng ta cảm thấy mệt mỏi, cơ thể quá tải khi mà phải sử dụng quá nhiều các thực phẩm giàu chất đạm thì các bạn hoàn toàn có thể là sử dụng món phở chay. Còn bây giờ thì chương trình của chúng tôi xin tạm dừng tại đây. Hẹn gặp lại quý khán giả trong các chương trình lần sau. Thank you.